Và hey, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vinh hay còn gọi là Vinh MC. Thì các bạn xem cái tấm hình này là các bạn nào biết là ngày hôm nay mình sẽ xem cái gì rồi đúng không nè? Đó chính là mình sẽ xem là phiên bản Skibidi Toilet Multiverse, phiên bản đa vũ trụ mà nó có liên quan đến cái chủ đề là Noel, Jackson đó các bạn. Cái tập này á mình cũng xem sơ qua rồi nhưng mà mình chưa hiểu lắm, nên là ngày hôm nay mình sẽ xem là phân tích nha các bạn, của là Ben chơi điện tử phân tích. Đấy, ok vậy chúng ta bắt đầu với nhau luôn. Nào, trước khi mình vào nhau các bạn nhớ bấm like và đăng ký cho mình nha. Vô thôi. Ok, bắt đầu xem phân tích nha các bạn. Giáng sinh là một ngày lễ lớn đối với những người phương Tây, và thông thường thì những ngày này họ sẽ dành hầu hết thời gian của mình để ở bên cạnh những người thân thiết. Tuy vậy, nhưng Doom Studio và The Full Boom đã kết hợp lại với nhau và dành thời gian lẫn công sức để cho ra một tập phim vô cùng đặc biệt, mà ở đó bao gồm hầu hết các YouTuber nổi tiếng và những nhân vật vô cùng mới mẻ. Thú vị nhất đó là có sự góp mặt của Dwayne Johnson, hay chúng ta được biết với cái tên là The Rock. Tuy nhiên ở trong tập này có cả The Rock luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy giống không? Không giống lắm, thấy lạ lạ. Thôi kệ, coi tiếp. Lần này thì anh không xuất hiện với vai diễn siêu anh hùng như chúng ta được thấy mọi khi trên màn ảnh, mà The Rock trong tập phim này xuất hiện với vai trò là Skibidi Toilet. Không biết cái này cái điệu mà nhướng lông mày á, kiểu giống như là đặc trưng của The Rock luôn á. Đây có phải là một nhân tố mới để giúp phe Skibidi Toilet lật ngược thế cờ trong tương lai hay không? Hay anh chỉ là một vai diễn cameo trong tập phim này? Hơn nữa, chúng ta cũng được thấy sức mạnh của Elite Cameraman là bá đạo như thế nào, khi mà chỉ cần một tuyệt kỹ là anh có thể đánh bại luôn cái The Rock Skibidi Toilet. Vậy tập... Elite Camera gì bắn một cái là The Rock Skibidi chết luôn. Phim Christmas Special này có gì đặc biệt? Liệu nó có bí ẩn và gợi ý gì cho những tập phim phía sau đó trong vũ trụ? Titan TV Man chưa đánh bại trong cái tập này đâu hả? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phân tích và giải mã toàn bộ những bí ẩn trong tập phim đặc biệt mùa Giáng sinh Skibidi Toilet Multiverse nhé. Bạn biết tin gì chưa? Thì ngày hôm nay mình sẽ xem cái kênh YouTube có tên là Ben chơi điện tử để mà phân tích về cái tập này. Phim này bắt đầu bằng khung cảnh mang đậm tính chất của một ngày lễ Giáng sinh, bởi chúng ta được nhìn thấy hình ảnh của một Big Clockman đang cầm một hộp quà và đi đến vị trí của Lost Pickerman. Đây có lẽ là món quà mà anh bạn tộc người đồng hồ này muốn tặng cho anh bạn tộc người loa. Nếu để ý thì ta có thể thấy tất cả mọi người hiện tại cũng đều đang khá là thoải mái và chill, bởi vì đây đó vừa những ngày vừa qua có bạn nào được đi chơi Noel hay không? Đó, bình luận ở phía bên dưới nha các bạn. Trời, chứ là bữa Noel đó là mình có được đi chơi nữa đó nha. Đây là một ngày lễ và mọi người thì đang tổ chức một buổi tiệc. Hơn nữa, nếu bạn thấy quen quen thì đúng rồi đấy, đây là anh chàng cameraman, đạo diễn khó tính trong những tập phim blooper. Và mặc dù đang trong một buổi tiệc, thế nhưng anh chàng này không hề nghỉ ngơi một phút nào. Có vẻ như là bệnh nghề nghiệp và sự khó tính đã dính chặt vào trong người của anh chàng này rồi. Nên ngày Noel mà anh này còn không đi chơi mà còn lo tập trung làm việc luôn, rất là chăm chỉ. Dù có bắt anh ta nghỉ ngơi đi chăng nữa thì kiểu gì director cameraman cũng sẽ kiếm việc để mà làm mà thôi. Có thể thấy khung cảnh khá là ấm cúng khi mà tất cả mọi người đều đồng lòng chung tay với nhau để chuẩn bị Giáng sinh. Anh bạn Drillman này thì đang lấy mũi khoan và trang trí nhành thông lên tường, trong khi anh bạn cameraman này thì đang đem bánh nướng đi đâu đó. Điều thú vị ở chỗ là vài giây sau đó ta được thấy đặc vụ TV Man đang cầm một danh sách khách mời và kiểm tra. Nếu phóng to lên thì ta có thể dễ dàng nhận ra những vị khách mời đến. Những vị khách mời ở đây là có Elite Cameraman nè, Elite Clockman, Date Bayo, Clockman. Quá là nhiều khách mời luôn nha. Buổi tiệc của phe Liên Minh trong ngày hôm nay, những người này bao gồm Elite Cameraman, Elite Clockman, Date Bayo, Lodge Clockman, Hiko, Iso Toilet, Chef Clockman, Moby, Lodge Speakerman và TV Woman. Ở dưới có thêm một dòng chữ nữa nói rằng về cơ bản là bữa tiệc này chào đón tất cả mọi người ngoại trừ những toilet. Điều hay... Ủa? Sao mình thấy danh sách khách mời này có cả Iso Toilet là sao? Thước ở đây đó là việc anh chàng YouTuber Iso Toilet mặc dù có chữ toilet ở trong nhưng vẫn được mời. Có lẽ chính vì để người khác không hiểu lầm nên là ban tổ chức đã để dòng chữ nhỏ Not a Toilet ngay bên cạnh tên của anh ấy. Và ở trên tên của Elite Cameraman thì đã có một dòng chữ bị gạch bỏ và ghi đè lên. Tuy nhiên nếu nhìn thật kỹ thì ta có thể thấy dòng chữ này có tên là Grigraph, và đúng như cái tên mà mình vừa nói, cảnh ngày sau... Grigraph hình như là đây là một anh YouTuber nước ngoài. đó đã được chuyển và chúng ta đang thấy YouTuber Gridcraft đang ngồi trên một cái ghế trước mặt hai cô nàng nóng bỏng nhất bộ phim này là Drill Woman và TV Woman. Và đây không phải là Gridcraft phiên bản thật mà đó chỉ là một đoạn video mà anh ấy đã tiết lộ rằng mình chính là Elite Cameraman và DaFuBoom. Rõ ràng là từ chi tiết này ta có thể suy ra rằng Elite Cameraman, Gridcraft và DaFuBoom là ba người khác nhau và trong video tiết lộ mặt thật trên kênh của Elite. Các bạn nào biết anh YouTuber nước ngoài này hay không? Bình luận ở phía bên dưới nha các bạn. Hình như là anh này chơi bình thường á, là anh ấy hay chơi Roblox phải không các bạn? Mình cũng không nhớ nữa. Cameraman một tháng trước thì nó hoàn toàn là một cú troll và sau đó chúng ta được nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đã được leak trước đó. Uầy, nãy giờ mình lo xem phân tích mà mình quên giới thiệu cho các bạn đến một cái tựa game siêu hay này. Mọi người có biết tựa game di động hay nhất của TGA được bình chọn trong năm 2023 trên Google Play và App Store hay không? Mình diễn tả xem mọi người có đoán ra hay không nào. Tựa game này nhập vai cùng vũ trụ kỳ ảo mới đa nền tảng do HoYoverse, cũng là nhà phát triển tựa game đình đám của Genshin Impact. Đến đây chắc là mọi người cũng đoán ra được rồi phải không nào? Không lẫn vào đâu được, đó chính là tựa game Honkai Star Rail. Với hơn 80 triệu lượt tải ở trên toàn cầu thì chắc chắn nó sẽ là thứ để cho các bạn lựa chọn ở trong dịp cuối năm này. Nối tiếp sự thành công ở trong những phiên bản lần trước, lần này nhà HoYoverse cập nhật phiên bản 1.6 chủ đề Vương miện của phàm nhân và thần thánh, đúng dịp Giáng sinh và chuẩn bị đón năm 2024. Nó như mang đến luồng gió mới cho cộng đồng game đã và đang yêu thích cái tựa game này. Sự ra mắt hai nhân vật mới ở trong cái phiên bản lần này cũng không làm cho các bạn fan thất vọng đâu nha. Đầu tiên là sự xuất hiện của Ruanmei. Ngày ra mắt của nhân vật này là ngày 27 tháng 12 đến ngày 17 tháng 1. Cô nàng là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học sinh mệnh, mặc trang phục theo phong cách phương Đông, rất tao nhã và xinh đẹp. Có thể tăng tốc độ và hiệu suất phá vỡ cho phe ta. Ruanmei mặc trang phục phương Đông giống như sườn xám, vẻ ngoài tao nhã và phóng khoáng, tính cách đầy bí ẩn và tương phản. Ruanmei là nhân vật hòa hợp thuộc tính băng, có thể tăng hiệu quả hỗ trợ rất hữu ích cho phe ta như hiệu ứng phá vỡ và tốc độ. Tiếp theo đó chính là nhân vật Dr. Ratio. Nhưng khoan, nhân vật này sẽ được tặng miễn phí ở trong ngày 17 tháng 1 năm 2024. Các nhà lữ hành đăng nhập Honkai Star Rail sẽ nhận được nhân vật 5 sao Dr. Ratio. Đây là lần đầu tiên mà Honkai Star Rail tặng nhân vật 5 sao giới hạn. Mọi người hãy mau vào game để nhận đi nào. Mỹ Nam cổ điển với cách cổ quái, phong độ ngời ngợi, là thiên tài ở trong mắt người đời. Dr. Ratio là một Mỹ Nam rất là ngầu, thích truyền bá kiến thức dù phong độ ngời ngợi nhưng tính tình cổ quái, nói chuyện hơi cay nghiệt. Dr. Ratio là nhân vật săn bắt thuộc tính số ảo, có đòn đánh theo sau rất là mạnh, nhận các loại búp mạnh mẽ căn cứ theo hiệu ứng xấu của kẻ địch. Ngày ra mắt của nhân vật này là ngày 17 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 nha các bạn. Mình quên nữa, ở trong cái phiên bản 1.6 này, hai nhân vật được yêu thích chính là Blade và Kapka sẽ trở lại. Người chơi có thể trải nghiệm rồi, bạn sẽ được miễn phí rút 10 lần nha. Đang chờ các bạn đó, đăng nhập 7 ngày sẽ nhận miễn phí, nhận 10 vé tinh cầu đặc biệt. Chúng có thể dùng để rút Ruanmei hoặc là Dr. Ratio. Link tải game và mã đổi thư á, mình sẽ để phần mô tả và phần bình luận cho các bạn để nhận ngay 50 ngọc ánh sao nha các bạn. Mọi người hãy tải ngay cái tựa game Honkai Star Rail này về máy nha. Yo, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp video thôi nào. Những YouTuber nổi tiếng đang ngồi trên cùng một bàn ăn và trò chuyện với nhau. Ta có thể điểm qua như Iso Toilet, Elite Cameraman, Datebayo, Hiko. Từ cuộc trò chuyện thì ta có thể nhận ra rằng anh chàng Elite Cameraman này rất thích TV Woman và thậm chí có thể gọi anh bạn này là một thanh niên sim chúa. Elite Camera đó chứ là một sim chúa nha các bạn. Anh ấy cực kỳ là mê gái. Cameraman đang lợi dụng thời cơ này để mà tỏ tình với TV Woman. Thế nhưng đúng lúc đó thì anh trai của Elite Cameraman là Elite Clockman xuất hiện. Hai anh em nhà này đúng chuẩn là hai anh em ruột, bởi vì TV Woman cũng là người phụ nữ đã khiến cho Elite Clockman trở thành sim chúa và mức độ sim của anh bạn này còn nhiều hơn cả Elite Cameraman cấp 1. Ủa, anh trai của Elite Cameraman cũng rất là thích chị TV Woman. Bởi Elite Clockman đến và nói với mọi người rằng mặc dù đang là kỳ nghỉ lễ nhưng rất có thể đám Skibidi Toilet sẽ xuất hiện và tấn công. Và thế lòng thần Elite Clockman này đã lộ rõ bản chất sim chú của mình. Đoạn này... Ủa? Elite Clockman với Elite Cameraman là hai anh em ruột với nhau luôn hả các bạn? Có thiệt không ta? Này khá là hài hước vì chỉ ngày sau đó cả ba YouTuber Iso Toilet, Mobi và Datebayo đều đã đồng loạt chuyển màn hình TV của mình sang beam search. Lúc này thì Elite Clockman đã lộ bài. Tại vì hai anh em này mê chị TV Woman quá nên là bị chọc quê chất sim chú của mình rồi, nên là anh chàng khá là ngại ngùng và thẹn thùng, không biết làm gì khác nên anh chàng đành phải đánh chống lãng. Lúc này thì con chỏ chuột của Mobi cũng đã xuất hiện và điều này khiến cho Datebayo cực kỳ sốc. Nếu bạn còn nhớ thì con chỏ chuột này có sức mạnh vô cùng dùng bá đạo trong Skibidi Toilet Multiverse, và nó là vật thể có thể cầm nắm mọi thứ theo ý muốn, dù cho vật đó có mạnh hay lớn tới mức nào đi chăng nữa. Vậy là cái con trỏ chuột của Moby tuy là nhỏ nhưng mà có thể cầm nắm những cái thứ to hơn đều được luôn. Và theo như chia sẻ của YouTuber này thì anh là một loại virus kỹ thuật số có thể di chuyển và lây nhiễm cho bất kỳ ai. Như trong video thì các bạn có thể thấy anh đang phá hủy một trong số những TV Man. Nếu có Moby trong team rồi thì phe liên minh hẳn là sẽ rất an tâm, bởi những đám Skibidi Toilet có màn hình TV chắc chắn sẽ chịu sự khuất phục của anh ta. Con trỏ chuột của Moby đến lấy một chiếc bánh, và ở khung cảnh này ta được thấy một Speakerman và một Clockman đang điên cuồng nhảy điệu Fortnite. Có lẽ đã lâu lắm rồi mấy anh chàng này mới có một ngày nghỉ phép thoải mái như vậy. Có một ngày nghỉ như thế này thì mới bật nhạc nhảy thôi. Thế là chắc mẹ ảnh đang cảm thấy hưng phấn lắm. Ngay sau đó cảnh đã được chuyển và ta được thấy cô nàng TV Woman đang đem bánh đi mời các đặc vụ thưởng thức. Lúc này thì Elite Cameraman cũng đã nấp ở một góc nào đó và quan sát từ xa. Thực sự Elite Camera đúng là kiểu mê gái luôn á trời. Elite Cameraman cũng đã nấp ở một góc nào đó và quan sát từ xa. Thực sự thì anh chàng này không chỉ là một gã symbol chúa đâu các bạn à, mà Elite Cameraman còn là một thanh niên stalker nữa. Tuy nhiên đúng lúc đó thì Camera Woman đã xuất hiện. Có vẻ như cô nàng này đang ghen vì Elite Cameraman đã không trả lời tin nhắn từ cô. Nếu các bạn bất ngờ vì Camera Woman có thể nói thì cứ bình tĩnh. Camera Woman đang đánh ghen với Elite Cameraman và... Ủa, con đã đánh ghen luôn á trời, dữ dội vậy sao? Camera Woman ở trong phim mà ta thường xem là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô nàng Camera Woman đang đứng trước mặt người xem chúng ta là một YouTuber, người cũng đã có những video phân tích giả thuyết mỗi khi có các tập phim mới được đăng lên. Còn Camera Woman trong phim thì hiện tại đang ở đâu đó mà Doom Studio đã không đưa vào. Elite Cameraman đánh lừa Camera Woman bằng cách nói rằng The Rock đang đứng sau lưng. Ban đầu thì cô nàng không tin, thế nhưng bằng một thế lực nào đó thì vài giây sau Camera Woman quay sang và nhìn lại thì hóa ra là một con Skibidi Toilet The Rock. Trời ơi, có cái từ rất luôn à. Wow, quẩy cái chữ nè xuất hiện thật. Lúc này thì chuông báo động bắt đầu vang lên mọi vùng để cảnh báo. Ta có thể thấy con The Rock Skibidi Toilet có sức mạnh khá là bá đạo và nó đang oanh tạc mọi thứ ở đây. Nếu mà nói nó loại nào thì mình nghĩ rằng The Rock Skibidi Toilet thuộc chủng loại mutant siêu cấp, bởi nó có tay chân và có thể trông không khác gì những đặc vụ tinh nhuệ cả. Đám Skibidi Toilet lúc này cũng tràn vào căn cứ của phe liên minh và các YouTuber lúc này cũng đã bắt đầu chiến đấu. Elite Clockman cùng Moby giết từng con Skibidi Toilet bằng sức mạnh của mình, và đột nhiên anh chàng này nhắc cái gì đó về ông già Noel. Câu được ước thấy thì một con Skibidi Toilet Santa Claus xuất hiện. Vừa nhắc ông già Noel, cái tự nhiên xuất hiện là một con Skibidi Toilet Noel. Ủa, Skibidi Toilet ông già Noel. Ôi trời đất ơi, ôi Skibidi này cũng có đôi mắt màu trắng như là Hero Ride trong Minecraft vậy đó các bạn. Và kèm theo có dòng chữ là Merry Christmas, we wish you Merry Christmas. Thôi coi nè, tình hình có vẻ rất căng thẳng bởi đám Skibidi Toilet này càng ngày càng kéo quân đến đông như rơm rạ. Điều này buộc Elite Clockman phải nhờ đến một người anh trai khác nữa, và đó là Elite TV Man. Khi vô căn phòng bí mật của ông anh này thì Elite Clockman phát hiện ra rằng ông thần Elite TV Man đang xem những tập phim bỏn của gã scientist Skibidi Toilet và G-Man, những tập phim sex troll mà Dafu đã đăng lên từ rất lâu về trước. Rõ ràng đoạn này nó có hơi bún bún là mau bị bắt gặp một cách đột ngột như vậy nên ông thần này hoảng hốt, chuyển kênh và phi tan mọi bằng chứng. Khung cảnh này kết thúc bằng việc Elite Clockman nhận ra rằng mình nên rời đi mà không cần sự trợ giúp của anh trai mình nữa. Và rồi thanh niên này cũng chứng nào tật nấy và bật những bộ phim đó xem tiếp. Ở bên ngoài thì mọi thứ đã cái gương mặt này kiểu như vậy đó các bạn, cái gương mặt nhìn lõi thì đó chứ. Phim đó xem tiếp. Ở bên ngoài thì mọi thứ đã quay về với thực trạng trong những tập phim mà chúng ta hay xem. Những con mutant Skibidi Toilet này đang lần lượt giết chết những cameraman, và may mắn thay thì lại có thêm một YouTuber khác đến và giải cứu cho bọn họ. Dành cho bạn nào không biết thì anh ấy là YouTuber Hot Sauce Beats, người cũng đã làm những video animation khá là thú vị. Lúc này có sự góp mặt của Just Cozy, người đóng vai kẻ đến từ vũ trụ khác trong tập 16 Skibidi Toilet. Mặc dù là anh bạn này luôn khẳng định mình legit và muốn giúp cho phe liên minh, thế nhưng chẳng ai thèm tin anh ta lúc này. Tội nghiệp không? Rồi Skibidi này mình không biết là nó có lòng tốt hay không nữa. Mà bên phe liên minh của chúng ta là không có tin cái con Skibidi mà đội cái tóc màu hồng á. Những YouTuber cũng đã tụ họp lại với nhau để hạ con The Rock Skibidi Toilet, và người mở màn là Elite Clockman. Anh sử dụng tuyệt kỹ ngừng động thời gian. thế nhưng nó không có bất kỳ một tác dụng nào. DataBio thấy vậy cũng sử dụng khả năng của mình, đó là kích hoạt skill cho bộ anime JoJo, nhưng nó cũng không có tác dụng nốt. The Rock Skibidi Toilet có vẻ như khá chiêu, và thậm chí nó còn có thời gian để các YouTuber này múa may quay cuồng nữa. Nhân cơ hội này thì thánh xiêm chúa Elite Cameraman đã chớp lấy thời cơ và sử dụng tuyệt kỹ của mình. Anh sử dụng kỹ năng tối thượng, đó chính là dùng tay chỉ thẳng vào mặt The Rock Skibidi Toilet và hô thần chú Search, và thế rồi con Skibidi Toilet vô cùng mạnh mẽ này đã bị tiêu diệt ngay tức khắc. Ủa? Có gì đó hơi vô lý nha các bạn, trong khi mấy cái sức mạnh kia rất là bá đạo luôn mà con Skibidi The Rock không bị làm sao, mà Elite Camera giơ cái ngón tay lên chỉ vô mặt The Rock và cái kết là The Rock chết luôn. Ủa là sao? Điều này khiến cho các YouTuber còn lại chả hiểu cái mị gì xảy ra, kể cả mình. Mình còn không hiểu nữa nè. Làm sao mà mấy người này trong đây hiểu? Cũng chả hiểu vì sao mà cái tuyệt kỹ Search này lại có tác dụng. Theo như chúng ta có thể thấy thì có lẽ là tuyệt kỹ tối thượng này của Elite Cameraman là tuyệt kỹ mạnh nhất trong Skibidi Toilet Multiverse rồi, và chắc chắn mỗi năm chỉ sử dụng được một lần trong những dịp như thế này mà thôi. Ôi, mỗi năm chỉ sử dụng được một lần nữa, là chỉ có dịp Noel là sử dụng được có một lần một thôi hả? Nãy giờ có lẽ các bạn sẽ thắc mắc rằng các Titan đang làm gì, bởi vì bữa tiệc này nãy giờ chúng ta chỉ thấy các đặc vụ ưu tú hoặc các YouTuber mà thôi. Doom Studio đã chia sẻ cách mà các Titan dùng thời gian cho việc nghỉ lễ. Titan Speakerman, Titan Cameraman, Titan Clockman, Titan Drillman và Titan TVman đang chơi bài với nhau tại một vùng đất xa xôi nào đó. Có lẽ là mấy anh bạn này thay vì ở lại tiệc tùng và ăn bánh với các đặc vụ và thì họ lại chọn du lịch tới nơi xa xôi để nghỉ dưỡng, và bây giờ thì họ đang đánh bài với nhau, trong khi hai gã G-Man đánh bài với nhau hả? Quả chữ tiệt lên cái vùng băng tuyết xong rồi hỏi anh em Titan ngồi đánh bài. Hay. Ủa gì trời, hai con Skibidi G-Man với tiến sĩ Skibidi đang làm gì ở đây vậy trời? Và Santis thì đang khiêu vũ như chưa từng được khiêu vũ. Điểm nhấn trong bữa tiệc này đó chính là việc thanh niên Titan TVman thì cứ suy nghĩ không biết phải đánh quân nào, trong khi cả đám đang chờ đợi anh rất là mất thời gian. Có vẻ như anh bạn này giỏi trong chiến đấu nhưng lại không giỏi trong việc chơi những trò chơi dùng não như thế này, và điều này khiến cho Titan Drillman rất là bất lực, thậm chí anh còn đập vỡ cái bàn đang ngồi nữa. Quải trưởng này tức giận mà chơi đập bàn là sao anh trai? Clip Clockman đang làm bừa bàn ở đây và anh ấy cũng cảm thấy hạn hán lời với Titan TVman. Quy chung lại thì đây là một tập phim đặc biệt dành cho dịp Giáng sinh này, và nó giống như là một món quà mà Doom Studio, The Fullboom và những YouTuber khác dành tặng cho khán giả chúng ta. Và tất nhiên là cốt truyện của nó sẽ không ảnh hưởng tới mạch truyện chính đâu nhé, bởi vì tập phim này hoàn toàn là những tình tiết troll mà thôi. Và đó cũng là toàn bộ về tập Christmas Special. Nếu bạn thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ ok luôn các bạn ơi. Cái kênh YouTube của bạn tên là Venture Điện Tử này rất là hay luôn, nên là mình sẽ đăng ký kênh luôn nha. Đó. Ủa, công nhận là phân tích mình mới hiểu rõ hơn về cái tập phim này á. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Khi mà các bạn xem xong video này nhớ bấm like và đăng ký cho cái kênh YouTube của tên là Venture Điện Tử, và bấm like và đăng ký kênh cho mình để ủng hộ cho mình ra nhiều video hay hơn nha các bạn. Bây giờ là cảm ơn các bạn. Bây giờ tạm biệt mọi người nha. Bye bye mọi người.